Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức du học của Thiên Nghe Đu với thứ năm hàng tuần. Thì hôm nay lại một lần nữa mời được một đại diện trường, đó chính là thuộc tập đoàn tổ chức giáo học Amerigo của Mỹ. Với chắc chắn là không xa lạ với mọi người đâu, tại vì Thiên Nghe Đu đã có rất là nhiều dịp để mời chị tới để có thể chia sẻ về những thông tin của trường, tại vì hệ thống của trường chị quá nhiều mà, đến 12 trường trung học phổ thông trải dài từ bờ Tây sang bờ Đông. Chào chị Nguyên. Dạ. Thì hôm nay chị không biết là chị Nguyên mang đến cho chúng ta ngôi trường nào nữa đây? Mình cũng có chia sẻ trong những chương trình trước thì nói về thành phố Chicago, nằm ở khu vực Midwest của Mỹ, thì bây giờ mình chuyển sang bờ Tây đi ha. Yeah. Thì bờ Tây thì bên mình có 4 trường ở tại bang California. Thì mình xin chắc là mình xin nói về trường ở thành phố LA đi ha, Los Angeles. Thì hiện tại thì các bạn học sinh quốc tế thì đến với trường Bishop Montgomery High School khá là nhiều, thì các bạn sẽ bắt đầu với chương trình high school của mình từ lớp 9 cho đến lớp 12. Đó, thì với cái sự chia sẻ của chị đó chính là trường Bishop Montgomery High School thì tại thành phố Los Angeles. Như các bạn cũng biết thì khí hậu của California nói chung khá là ôn hòa, khá là dễ chịu. Đó là do tại sao mà người Việt của mình rất là thích thành bang California, và cộng đồng người Việt ở đây cũng khá là nhiều. Tuy nhiên tỷ lệ học sinh bản xứ khá là cao, trên 95% là học sinh người Mỹ. Cho nên mặc dù là thành phố là khá là nổi tiếng với cộng đồng người Việt Nam của mình, tuy nhiên các bạn sẽ được học trong một môi trường hoàn toàn là của người Mỹ hết. Trường Bishop Montgomery tại Los Angeles, thì chị có thể chia sẻ cho em về cái chương trình đào tạo của trường mình được không ạ? Mình nói chút xíu chi tiết hơn về trường Bishop Montgomery High School. Thì trường được thành lập năm 1957 và nhận học sinh từ lớp 9 cho đến lớp 12. Hiện tại trường có khoảng 900 bạn học sinh, trong đó tỷ lệ học sinh quốc tế khoảng tầm 5%. Thì khi các học thì các bạn sẽ học trong môi trường hoàn toàn là học sinh của Mỹ, và khi các bạn đến về ở trong khu nội trú ký túc xá của Amerigo thì các bạn sẽ được học tập, các bạn sẽ được sống trong một cộng đồng các học sinh quốc tế với nhau, thì các bạn sẽ có được rất là nhiều trải nghiệm khác biệt của bản thân của mình. Nói về trường thì trường Bishop Montgomery High School là một trong những trường đối tác của tập đoàn Google. Cho nên các bạn học sinh sẽ được sử dụng, mỗi bạn sẽ được cấp một cái Chromebook cho mình khi đi học. Và các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều cái sản phẩm phần mềm của Google. Và bất kỳ khi nào mà Google có những cái sản phẩm gì mới, những cái phần mềm mới dành cho việc giáo dục, thì các bạn học sinh trong trường này sẽ là một trong những người đầu tiên để trải nghiệm cái trường đó. Bishop Montgomery High School có nhiều chương trình khá là nổi bật. Các bạn nào thích về kiến trúc này, thích về xây dựng này, hoặc là thích những cái ngành liên quan đến hóa sinh hoặc y học, thì đây là một trong những cái trường rất phù hợp cho các bạn để các bạn theo học cho mình. Đó, thì em thấy những thông tin chị vừa chia sẻ, thì trường với 95% là sinh quốc tế, thì cái việc mà cọ sát giữa học sinh quốc tế với nhau nó khá là cao, để cho học sinh có thể nhanh chóng hòa nhập được với một cái nền cộng đồng là multicultural, có nghĩa là một nền đa văn hóa. Ta có thể tiếp xúc được với nhiều nền văn hóa khác nhau, và chúng ta có thể trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm. Thì em nghĩ là đến với cái việc quan trọng hơn là cái chương trình đào tạo của trường á chị, thì giống như là chắc em nghĩ nó cũng giống như Camel Catholic, là trường mình chỉ nhận học sinh quốc tế là từ lớp 11 sẽ lớp 12, đúng không chị? Riêng trường Bishop Montgomery High School thì sẽ có một số chương trình đào tạo khá là nổi bật. Như hồi nãy mình có nói thì trường có chương trình đào tạo nâng cao liên quan đến lĩnh vực về engineering nè, construction, về architecture và về hóa sinh hoặc y dược. Thì mình nói chút xíu về cái lĩnh vực STEM, về engineering, construction với lại architecture đó. Thì đây là một trong những cái ngành mà trường Bishop Montgomery School đầu tư khá là cao. Thì các bạn sẽ có cơ hội đi thực tập năm lớp 11 tại các tập đoàn về công nghệ và các công trình xây dựng rất là lớn mà trường có mối quan hệ. Các bạn sẽ có được cơ hội đi thực tập rất là nhiều. Còn với những bạn nào thích về lĩnh vực y khoa hoặc là hóa sinh á, thì trường cũng có một số cái môn nâng cao có liên quan để các bạn có thể học được những cái môn đó từ bậc trung học. Trường này đầu tư về cơ sở vật chất rất là cao, đặc biệt là giúp cho các bạn có thể có được một trải nghiệm học tập rất là tốt về các môn liên quan như là về sinh học nè, về môn giải phẫu học cơ thể nè, về môn
về health ha, thì những bạn nào mà muốn định hướng cho mình đi theo những cái lĩnh vực đó, thì trường Bishop Montgomery High School sẽ là một nơi có sở vật chất tốt nhất để các bạn có thể có được trải nghiệm học tập tốt nhất về cái lĩnh vực như mình đã nói như trên. Đó, thì đối với những thông tin chị vừa chia sẻ thì em cảm thấy đây là một ngôi trường rất là hợp lý và phù hợp cho những học sinh có ước muốn đi học những ngành như là liên quan tới architecture, engineering và đặc biệt chính là liên quan về health. Ngoài thì họ rất là chăm chút cho học sinh và họ rất là tạo điều kiện cho học sinh có thể tiếp xúc được sớm hơn với ngành mà họ mong muốn, ngành mà học sinh mong muốn, và tạo điều kiện cơ hội cực kỳ thuận lợi cho học sinh tiếp xúc được với cơ sở vật chất này, máy móc này, và cho đến là những nguồn kiến thức. Và đến với điểm gần cuối đi, chị có thể cho em biết được là một số thành tựu mà trường đạt được với những Với một trường có chương trình đào tạo chuyên sâu như vậy và được xếp hạng A trên Janish.com, thì cái việc mà các bạn được nhận vào những trường đại học danh tiếng đại học hàng đầu của Mỹ là một trong những điều khá là dễ dàng. Thì trong những năm vừa qua thì các bạn học sinh của trường Bishop Montgomery High School được nhận vào rất là nhiều trường hàng đầu của Mỹ, trong đó có thể mình có thể kể tên như Harvard nè, đại học Pennsylvania ha, Johns Hopkins nè, Brown nè. Thì đó là một trong rất là số những trường đại học danh tiếng bên Mỹ mà mình vừa kể tên, đó là những bạn học sinh của trường được nhận vào. Vậy với cái lộ trình mà Amerigo hướng đến cho các bạn, thì cơ hội các bạn được nhận vào những trường danh tiếng, các trường Ivy League, các trường top 10, top 30 hoặc top 50, đó là một trong những điều dễ dàng và nằm trong tầm tay của các bạn. Với những thông tin chia sẻ vừa rồi thì em nghĩ đây cũng là một phần rất là quan trọng dành cho học sinh khi sau cái việc mà cân nhắc chúng ta sẽ chọn trường trung học phổ thông nào để có thể đạt được ước mơ sớm hơn của mình, đó chính là đại học. Thì cũng rất là cảm ơn chị đã dành thời gian cho Thinh Edu để chia sẻ rõ hơn về trường Bishop Montgomery. Thì hôm nay Elvin luôn luôn muốn cho mọi người thấy hiểu được sự đa dạng của Amerigo, và cho nãy giờ giống như những trường mà Amerigo chia sẻ đều là những trường top đầu và đều là những trường mở rộng cánh cửa đại học cực kỳ là sáng giá cho chúng ta nếu mà chúng ta chọn một trường trong hệ thống của Amerigo ha chị ha. Mình như Elvin cũng biết là Amerigo có tới 12 trường lận, cho nên mình rất muốn được gặp lại Elvin trong những lần sau để có thể có cơ hội được nói nhiều hơn về các trường khác trong hệ thống của Amerigo ha. Và cũng hy vọng các bạn có thể tiếp tục theo dõi kênh tin tức du học của Thinh Edu để các bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin về các trường khác trong hệ thống của Amerigo. Ok, nếu mà các bạn và quý phụ huynh và học sinh có bất kỳ thông tin chi tiết nào, bất kỳ inquiry nào cứ gửi về fanpage của Thinh Edu, thì Thinh Edu sẽ trả lời một cách nhanh nhất và ngắn gọn nhất và chính xác nhất, đều được thông qua sự hỗ trợ của đại diện trường, để chúng ta có thể nhanh chóng có một hành trang và một lộ trình học cụ thể để thực hiện được ước mơ của mình trong tương lai. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha. Bye bye mọi người. Cảm ơn các bạn.